Đến bây giờ thì cô cảm cô rất là thích dạ. Và rất là cảm ơn các thầy các cô vâng. đã đưa các cô đến cái môn học mà giờ cảm cô thấy nó vô cùng là có tác dụng vâng. đối với sức khỏe của người thầy đúng không? Vâng. Vì lúc đầu thì khi mới tập buổi đầu thì cô cứ tưởng cô không làm được vâng. Nhưng sau đó sau cái buổi học thứ hai ấy, là vâng. khi kiểm nghiệm điều khí thì cô mới thấy là mình làm được dạ. Mình được tức là lúc đầu thì cô đau đau ở dưới đầu gối vâng. thì kiểm nghiệm bắt đầu từ đau đầu gối là đau gối, cô mới đưa điều khí thở đường dương, đưa điều khí về đầu gối vâng. có 4 lần là xong dạ. Khỏi. Cô hay chữa cho bệnh nhân ở nhà ấy, cô nhìn cô rất là nhợt nhạt và mệt ấy. Thì sau đó cô học âm dương công, cô chữa cho bệnh nhân thế nào rồi? Từ hôm học âm dương khí công cô chữa bệnh nhân, thứ nhất là không bị nhiễm lần nào nữa à, thế à? Và trong người cảm rất là khỏe. Trước tình trạng như nào cô? Trước là tình trạng là cứ chữa bệnh nhân bệnh gì thì sau đó có thể mình nhiễm ngay trong một lúc thôi. Nhiễm. Kiểu họ đau nào? Họ đau ở đâu thì mình đau ở đấy. Vâng. Và sợ nhất là một hôm cô chữa một người đau cuộc sống. Đau cuộc sống. Một lúc cuộc sống cô cắt khớp gần như cảm thấy rời rụng luôn. Vâng. Thế từ đó khiếp xong không chữa nổi nữa mà phải đi nằm. Vâng. Nằm xong rồi sau là chữa cho bệnh nhân lúc bây giờ là cũng không được đi ban đầu nữa, xong tối hôm là phải chữa cho mình. Vâng. Chữa cho mình từ đấy là chữa cho mình, một hôm chữa thần kinh tọa. Vâng. Sau đó cô đau thần kinh tọa luôn. Vâng. À, chung là hơn nữa là chữa. Thế trước chữa xong cô bị nhiễm, chắc là nhiễm khí độc của bệnh nhân nhiều nên cô ốm. Vâng. Cô ốm mất thời gian mà gần tháng đấy. Vâng. Ốm mệt tức là cách đây trừ những thời gian trở về trước cô có khi cả năm cô chẳng bao giờ ốm. Vâng. Cô rất là khỏe. Nhưng khi sữa bệnh vào thì cô ốm. Bắt đầu từ khi chữa cho bệnh nhân là cô ốm. Vâng. Ốm độ không còn phục sức nữa. Vâng. Và ai cũng kêu gầy, kêu xanh xao nhưng không biết làm nào. Vâng. Thế từ khi mà tập khí công ấy. Vâng. Thì cô cứ trước khi buổi sáng dậy là cô thở khí công. Vâng. Thở khí công thì thở thường thường là cô cứ thở 10 đường dương. Vâng. Với khoảng 4-5 đường âm. Vâng. Đấy. Thế xong là trước khi đấy là buổi sáng. Thế còn khi bắt đầu vào bệnh nhân, mà cái bệnh nhân đến là trước khi thở chữa cho bệnh nhân là cô phải thở mấy đường dương nữa. Vâng. Thế là chữa thì trước là tự tin. Từ đấy giờ cô cảm thấy sao? Cô bị lây bệnh bệnh nhân không lây bệnh nữa và trong người cảm khỏe. Khỏe. Có sức. Nhiều người đã bỏ nghề vì chữa cho bệnh nhân bị lây bệnh. Đúng. Mệt quá. Đúng. Ban đầu cô định bỏ đấy. Định bỏ. Vì nó lây bệnh ác quá à. Mà cảm thấy này khéo mình chết trước bệnh nhân. Thế sau từ hôm học âm dương khí công giờ thì cô thấy khỏe. Khỏe rồi. Thứ nhất là không bị nhiễm lần nào nữa. Vâng. Và thứ hai là trong người cảm thấy khỏe. Vâng. Các bệnh trước cô bị đấy, ho đấy. Vâng. Rồi bị đẩy lùi hết. Ok. Rất tự tin. Chúc mừng cô. Vâng. Với lại đau đớn ở đâu thì chung là không cần thuốc, không phải nghĩ thuốc, trước là cứ đau đớn phải nghĩ thuốc rồi không cần. Cô hoàn toàn có nhờ âm dương khí công hết. Nhờ âm dương khí công hết. Đau luôn. Đau ở đằng sau, đằng trước, đau bất kể chỗ nào là nhờ âm dương khí công điều khí đến. Vâng. Bệnh nặng thì cô nhớ bệnh nặng nhất cô để ý là điều khí 17 lần. 17 khỏi. Còn bệnh nhẹ cứ 4-5 lần, 6-7 lần hết. À. Đấy, từ hôm giờ mình rất là cảm ơn thầy Hội và cô Hương đã đưa cô đến gặp bộ môn, cô cảm thấy vô cùng là bổ ích mà thiết thực với sức khỏe của người đấy thôi.